Mọi người đã đến kênh của mình nha. Mình là Hân đây. Hân và Nana chào mọi người. Hôm nay Hân và Nana học làm món gì mọi người? Đây, có hai bịch sô cô la này nha mọi người. Hôm nay Hân sẽ thi ăn với Nana nha mọi người. Thử cái người và khỉ cái ăn như thế nào. Trời ơi, giật rồi mọi người ơi. Từ từ nè. Đây, có hai bịch sô cô la nha. Bây giờ Hân và Nana sẽ thử ăn cái người nào ăn nhanh hơn nha nha mọi người. Trời ơi, có hai cái dĩa nè. Nana sẽ một dĩa đỏ, Hân sẽ là một dĩa màu trắng. Thành bông đẹp lắm mọi người ơi. Trời ơi Nana. Dĩa Nana. Thì ăn không Nana? Đây, bây giờ Hân sẽ đổ ra dĩa nha. Hân nghĩ Hân đổ ra dĩa cho nó lụm hết đó mọi người ơi. Chắc nó thắng Hân quá. Sao? Đây, bỏ ra mỗi người một hộp trước. Hai hộp trước nha. Thôi, gì vậy nè. Trời ơi, có bả rồi mọi người. Đây, mời mọi người ăn sô-cô-la với Hân với Nana nha. Trời ơi. Đây, giờ Hân sẽ đổ ra nha. Gì Nana? Ê, chưa. Rồi, lủng mất một viên rồi mọi người ơi. Đó, bây giờ Hân sẽ thử nha. Cho thử thách mày ăn trước luôn á. Trời ơi, cái bịch của Nana nó bị bể mọi người ơi. Thôi kệ cho nó ăn bể luôn. Wow, ngon lắm mọi người ơi. Sô-cô-la trà bá lửa luôn nè mọi người. Đó, Hân có đem theo mấy trái nho nữa. Mọi người ơi, trời ơi, Nana lủng hết hai hộp trước rồi mà mọi người. Nào qua đây ngay nè. Thi được phải qua đây chứ. Qua đây. Rồi. Đây. Mọi người ăn sô-cô-la nha. Trời ơi, ăn dĩa của Hân đi. Lụm toàn dĩa của Hân thôi mọi người. Sô-cô-la ngon mọi người. Mọi người có đậu nè. Rồi, từ từ. Từ từ. Qua bên đó đi. Qua đó đi. Mọi người coi ra đây kìa mọi người. Trời ơi. Sô la ngon quá mọi người. Sợ hơn ăn hết luôn đó. Qua đây, qua đây. Qua. Qua. Mày lộn xộn quá à. Mày dính dây tùm lum à. Qua đây. Rồi. Ơi. Tao không ăn con rồi ăn cái má. Nó không ăn của nó là nó chụp của mình không mọi người. Nè. Thôi. Trời ơi. Mọi người kìa, mọi người nghe nó kìa. Thôi, qua đây. Không biết gì nè. Ngon quá à. Gỡ lên để nó ăn trộn rồi mọi người. Không gỡ thấy hương không? Cho ổng nè. Có độ mọi người thấy chưa? Quay qua cho mọi người coi này Nana. Mắc cỡ quá Nana ơi. Mày ăn mà độ mắc cỡ quá à. Mày ăn vừa thôi chứ. Mọi người thấy nó độ chưa? Trời ơi nó độ thấy sợ luôn. Trời ơi. Mắc độ nè mọi người. Trời ơi cả nhà ơi. Cả nhà thấy gì chưa? Nana nó độ kìa. Hôm mới ăn được có hai cục thôi mọi người. Mới bóc sạch dĩa này nè. Còn hai cục thôi nè, còn bên nó nè, nó chê bể nó không ăn nè mọi người. Ủa thấy sợ nó không? Sợ nó chưa? Ngon quá. Ủa, bị chó nè. Ăn ngậm. Bị chó nè. Ăn ngậm một đống trong họng. Trời ơi, ngậm mà dành với hơn rồi, ngậm mình lấy ra dục rồi. Ngon. Có đậu phộng ngon quá. Cái gì hử vậy? Trời ơi lộn mặt. Sợ luôn mọi người. Mày ăn đi. Hân có đem nho rồi, nó thích nho đó mọi người. Thử thách ăn mà nó trời ơi. Nó không có nuốt đâu mọi người. Trời ơi nó nhai.
nè, đậu một khi nó tôm hồng đó chứ nó có ăn có nước gì đâu. Coi nó này bể nó mang nè. Đây nè 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 ơi. Ăn nó không nè. Nó ngậm vậy chứ mọi người coi nè. Hân đem nho lên nè đây. Trời ơi chưa kịp đem mà bé chụp rồi. Đây qua đây qua đây qua đây. Qua đây lên đây. Trời ơi trời, 1 phút 30 giây. Nó ngậm nè. Nó đột nè. Nó giật giật nguyên chùm nhau luôn nè. Trời ơi, nó ngồi nó nhúng. Nó thỏa mãn nó quá rồi mừ. Mày thỏa mãn quá gì mày ngồi mày nhúng dữ vậy nè nè. Trời ơi, nó nhúng kìa mọi người. Thỏa mãn rồi nó đột kìa. Trời ơi, mọi người nhìn ăn, nhìn cái mặt nè. Cái mặt nè. Mặt ta xạo thấy ghét không? Người ăn mà còn nhúng nữa nè. Trời ơi, lấy miệng chùm nho của người ta kìa, ăn kìa, nghinh kìa. Trời ơi, nghinh cái bán mặt lên kìa. Trời ơi, rớt rồi, bỏ tật, ăn ham ăn nè. Trời ơi, ngồi nhúng. Coi đĩa chó nó ngồi nó nhúng nè mọi người ơi. Đĩa chó khỉ nè. Trời ơi. Coi đĩa chó khỉ nè mọi người ơi. Ờ có thấy chị đĩ gió khỉ nào với con đĩ con chó khỉ của Hân không? Trời ơi trời, nó ăn cỡ này nè. Trời ơi, nó ăn nó không chừa chứ không một trái luôn. Hân cầm lên mà nó giật, trời ơi giật lẹ đó mọi người ơi. Tao đưa cái mặt qua coi coi. Trời ơi, cái mặt trời ơi nhúc nè. Cái ngựa đó nè. Trời ơi, sợ nè nè quá nè nè. Trời ơi, cái nhà coi kìa. Ôi con Nana, con đĩ chó này nè. Hên là còn sót rớt mấy trái nè mọi người. Thi sô-cô-la, ăn sô-cô-la chứ ăn hoa hơn ăn không lại nó rồi. Nó độn cỡ đó là sao ăn lại mọi người. Trời ơi trời, ngọt muốn chết mà ăn vậy. Nho ngọt lắm mọi người. Coi, trời ơi. Trộn mà. Trời ơi, Na ơi, mày ăn gì dữ vậy Nana? Ăn rồi không biết chừa. Chị mày hết trơn vậy Nana. Một chùm cho cũng phải chừa cho tao một cái chứ. Có đâu mà giật hết nguyên chùm vậy Nana. Khỏi mặt là láo cá cho mọi người. Láo cá thấy sợ luôn. Nana, ăn ginh mặt lên trời nè, coi độn nè. Trời ơi trời. Tao ăn cái gì? Thôi. Còn cái tay cũng giật à. Đi chống thì thiệt. Thiệt gì đâu hả? Liêu. Cầm trên tay vô được. Nè. Có người giật cái chục lần cũng được mọi người ơi. Nè. Trời nó bê do dữ lắm mọi người ơi. Bởi vì nó giật cỡ đó là mọi người tiếng nó bê đó. Nè. Liêu. Trời ơi. Cái chùm nhỏ hơn chưa kịp lấy ra nó mà giật rồi đó. Mới cầm lên thôi chưa được cái trái mà ăn thử hả? Mà mọi người nó lại giật mọi người thấy đó. Mà ham ăn thấy sợ nè. Ok mọi người ơi, nếu như mọi người thích video này, thích cuộc thi của ăn sô-cô-la của Hân và Nana thì hãy để lại cho Hân và Nana một like và đăng ký kênh để ủng hộ Hân và Nana nha mọi người. Và nếu mọi người thích video này thì hãy comment bên dưới nha. Hân sẽ tiếp tục thi ăn cùng Nana nha mọi người. Ok, bây giờ Hân và Nana chào mọi người. Hẹn mọi người ở video sau. Bye bye cả nhà.